여러분, 안녕하세요. 저는 코스비키에서 온 우연홍지우라고 합니다. 오늘 우리는 나이, 나이, 너의 비어에 대해 공부하겠습니다. 지금 시작합시다. 지금은 나이, 너의, 너의 비어 공부할 거예요. 여기에 보통 명사 플러스하고 나이, 레이, 너의 기어. 나이는 말하는 사람을 가까워요. 레이, 너의 말하는 사람을 멀거나 언급된 순간에 안 나타나요. 기어 말하는 사람을 말하는 사람하고 듣는 사람을 말아요. 여기에 말하는 사람과 듣는 사람을 둘 다 대상을 볼 수 있어요. 첫 번째 예시는 món ăn này rất ngon. món ăn này rất ngon. món ăn 음식. món ăn này 이 음식. rất ngon. rất 너무 엄청 매우 ngon, 맛있어요. 이 음식은 너무 맛있어요. 지금 잘 듣고 따라하세요. món ăn này rất ngon. ngon. rất ngon. này. món ăn này. món ăn này rất ngon. 잘 했습니다. 두 번째 예시는 con mèo này dễ thương quá. con mèo này dễ thương quá. con mèo. cô giang y. con mèo này. y cô giang y. dễ thương. quý ấp ta. y cô giang y. quý ấp nèo. y cô giang y. quý ấp ta. 그런 의미 있어요. 지금 잘 듣고 따라하세요. Con mèo này dễ thương quá. Dễ thương. Quá. Con mèo. Con mèo này. Con mèo này dễ thương quá. Tả sĩ. Con mèo này dễ thương quá. Se bun chê yê xì mì ta. Cô gái ấy là người yêu cũ của tôi. Cô gái ấy là người yêu cũ của tôi. Người yêu cũ, 전애인. Người yêu cũ của tôi, 저의 전애인. Cô gái ấy, 그 여자. Cô gái ấy là người yêu cũ của tôi. 그 여자는 저의 전애인입니다. 그런 의미 있어요. 지금 잘 듣고 따라하세요. Cô gái ấy là người yêu cũ của tôi. Tôi. Của tôi. Người yêu cũ. Cô gái ấy. Cô gái ấy là người yêu cũ của tôi. Cô gái ấy là người yêu cũ của tôi. 다시 한번. Cô gái ấy là người yêu cũ của tôi. 잘 했습니다. 네 번째 예시는 cái kia bao nhiêu tiền? Cái đó 250.000. Cái kia. 저것. Bao nhiêu tiền? 얼마? Tiền. Thôn. 저것은 얼마입니까? 저것은 얼마예요? Cái đó 250.000. 그것은 2천만 동입니다. 지금 잘 듣고 따라하세요. Cái kia bao nhiêu tiền? Cái đó 250.000. Cái kia. Cái kia.
Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Cái kia bao nhiêu tiền? Cái đó. Cái đó 250.000. Cái đó 250.000. Yep, yeah. 주의해야할 사항이 있어요. 바로 질문할 때 cái kia 저것 말했는데 대답할 때 cái đó 사용해야 해요. Cái kia bao nhiêu tiền? Cái đó 250.000. 그렇게 사용하세요. Cái kia bao nhiêu tiền? Cái kia 250.000. 그런 사용하지 마세요. 조심하세요. 여러분은 호주비기 웹사이트에 들어가서 우리 원어민 선생님들과 더 많은 것을 공부하시기 바랍니다. 다음 수업 때 또 만나요. 안녕!